Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 135, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 3. Phó đại sĩ Ngữ Lục sai hoa không biết bao nhiêu mà kể, lại thêm những bài kệ tụng trong ấy, đa phần đề xướng thiền tông, sợ ông không đủ học thức. Nếu không nghi đại sĩ nói sai, cũng sẽ dựa theo ý kiến của chính mình hiểu lầm ý ngài, thì tội lỗi vô lượng. Phó đại sĩ Ngữ Lục là tác phẩm gồm 4 quyển do ngài Lâu Dĩnh Triều Đường biên tập, kể về hành trạng của ngài Phó Hấp. Sanh năm 497, mất năm 569. Phó Hấp là vị tôn túc trong thiền tông đời Lương thời Nam Triều, người huyện Đông Dương, nay thuộc Nghĩa Ô tỉnh Chiết Giang, tự là Huyền Phong, hiệu là Thiện Huệ, còn được gọi là Thiện Huệ Đại Sĩ, Ngư Hành Đại Sĩ, Phó Đại Sĩ, Đông Dương Đại Sĩ, vân vân. Cùng với ngài Bảo Chí, được đời xưng tụng là hai vị đại sĩ đời Lương, Lương Đại Nhị Đại Sĩ. Ngài thường cùng người bắt cá, mỗi khi bắt cá, bèn bỏ vào giỏ tre, nhúng xuống chỗ nước sâu bảo rằng, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Người khi ấy cho ngài là kẻ ngu. Năm 16 tuổi, lấy bà Lưu Diệu Quang, sanh được hai con là Phổ Kiến, Phổ Thành. Năm 24 tuổi, đang bắt cá trên sông, chợt gặp Hồ Tăng Tung Đầu Đà, tức Tổ Đạt Ma, bèn vứt bỏ đồ bắt cá, vào dựng am ở Tùng Sơn thuộc huyện Ô Thương, tự xưng là Song Lâm Thụ Hạ Đương Lai Giải Thoát Thiện Huệ Đại Sĩ. Tự cho biết mình từ trời đâu xuất xuống giảng kinh thuyết pháp. Ban ngày làm lụng, ban đêm kinh hành, khổ hạnh 7 năm, tự bảo đã đắc Thủ Lăng Nghiêm Định, người theo về học đông dần. Năm Đại Thông thứ 6, tức 534 đời Lương Võ Đế, ông sai đệ tử dâng lên vua Ba Thiên Sách. Tháng 12 nhuận năm ấy, vua truyền nhập cung, giảng kinh tại Trùng Vân Điện, vua đích thân đến nghe. Mọi người thấy vua đến đều đứng lên, riêng ngài ngồi im bất động. Quần thần bắt bẻ, ngài đáp, pháp địa nếu động, hết thảy bất an. Tháng 4 năm Đại Đồng Nguyên Niên, năm 535, lại trở về Tung Sơn. Năm Đại Đồng thứ 5, lại vào Thọ Quang Điện giảng chân đế cho vua nghe, dâng bài kệ. Năm Đại Đồng thứ 6, ngài dựng điện Phật tại Tùng Sơn, xây tháp gạch 9 tầng, chép kinh luật hơn ngàn quyển. Năm Đại Đồng thứ 7, tự xưng là một trong ngàn vị Phật ở hiền kiếp. Năm Thái Thanh thứ 2, tức năm 549, muốn thiêu thân cúng dường Tam Bảo. Đệ tử van nài, có đến 19 người xin thiêu thân thế thầy. Ngài bèn thôi. Đồ chúng tại gia của Phó Hấp rất đông. Ngài thường hay sức lãnh đồ chúng thiêu ngón tay, đốt cánh tay cúng dường Phật, tổ chức pháp hội tụng pháp hoa 21 lần, nhiều lần tổ chức vô giá hội. Ngoài ra, ngài còn có chỗ phát huy độc đáo về giáo thuyết nhất tâm tam quán của Tông Thiên Thai, đề xướng thuyết tam quán nhất tâm tứ vận. Tháng 4 năm Thái Kiến Nguyên Niên, tức năm 569 đời Trần, dặn dò đệ tử xong, ngài ngồi kiết già tịch diệt. Đệ tử làm lễ trà tỳ trên đỉnh núi Song Lâm, đặc hiệu cho thầy là Di Lặc Hà Sanh. Những trước tác của ngài gồm có Vương Tâm Minh, Ngữ Lục, 4 quyển, Hoàng Nguyên Thi, vân vân. Hãy nên đưa cho bậc thông gia coi, còn ông ngàn vạn lần chớ nên xem. Nếu muốn coi thì đợi đến năm sau, Hưng Từ Pháp Sư khắc ván in lần thứ 2 xong, mới lại thỉnh về coi. Thoạt đầu, Hưng Từ Pháp Sư được bản này bèn giám định khắc bản,
năm ngoái gửi cho quan một bộ. Quan lắng lòng giảo chánh, khuyên thầy ấy khắc bản khác. Thầy ấy định năm sau mới in. Bản này đáng nên đọc kỹ nhiều lần. Sách Hộ Pháp Lục rất hay, nhưng không chuyên chú tịnh độ. Những chỗ sách ấy bàn về thiền, chớ nên hiểu sai. Nhưng đọc đến lời hay hạnh đẹp của bậc cao tăng, sẽ trưởng dưỡng thiện căn. Sách Hộ Pháp Lục gồm 10 quyển, do Ngài Tống Liêm soạn vào đời Minh. Tiền Ích Khiêm giảo đính, Tống Liêm đã từng đọc hết Đại Tạng Kinh 3 lần, là một bậc thâm nho đa văn. Tác phẩm này bao gồm những bài nói về hộ trì Tam Bảo, trích từ cuốn Kim Hoa Văn Tập của chính ông, kèm thêm những bài minh, bài bia, bài ký, bài tựa, cáo, tán, tụng, kệ, thuyết, đề bạc do ông soạn. Đối với Vãng Sanh Luận Chú, nên chiếu theo những gì quan đã trình bày. Có chiếu theo được hay chưa? Cuốn sách này cả văn lẫn lý đều thật tuyệt, hãy nên đọc kỹ. Vãng Sanh Luận Chú gồm 2 quyển do Ngài Đàm Loan thời Bắc Ngụy soạn, nhằm chú giải bộ Vãng Sanh Luận của Ngài Thế Thân soạn. Bộ luận này nguyên mang tên là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá Nguyện Sanh Kệ. Cái tâm vọng tưởng của ông ngập trời trùm đất, không biết lắng lòng niệm Phật, có thể nói là hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, chẳng biết phản chiếu hồi quang. Học Phật như thế rất khó được lợi ích thật sự. Mạnh Tử nói, đạo học vấn chẳng có gì khác, cầu sao buông được cái tâm mà thôi. Ông học Phật mà chẳng biết lắng lòng niệm Phật, đối với nho giáo còn chưa thật sự tuân thủ, huống gì đối với Phật giáo là pháp thật sự lắng lòng ư? Quán Âm Bồ Tát xoay trở lại nghe nơi tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối. Kinh Kim Cang không trụ vào đâu để sanh tâm, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành bố thí, cho đến vạn hạnh. Tâm kinh soi thấy năm uẩn đều không, đều nhằm dạy cho con người diệu pháp, từ cảnh biết được tâm vậy. Nếu cứ một mực muốn xem rộng khắp hết thảy thì sẽ không có lợi ích gì. Thể nghiệp chướng chưa tiêu sẽ chưa đạt lợi ích ấy, mà trước hết còn bị mắc bệnh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 136, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ tư. Những sách của Ngài Vĩnh Minh có sách nào không hợp? Ông hãy nên nghiêm túc niệm Phật. Một cuốn sách Tịnh Độ Thập Yếu xem nhiều lần là đủ rồi. Những thứ khác đợi đến khi nào tài trí có thừa, hãy thỉnh về mà đọc, cũng chẳng trễ tràng đâu. Niềm vui niệm Phật chỉ người thật sự niệm Phật tự biết, nhưng cần phải chí thành khẩn thiết nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp trước cảnh tướng bên ngoài. Nếu không, tâm địa chẳng thông, quán đạo chẳng rành, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng hiểu rõ thì tệ lắm. Hãy nhớ lấy nhé. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 137, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 5. Lúc niệm Phật, ai nấy hãy cốt sao thích hợp với mình. Nay niệm Phật đường trong các tùng lâm đều trước hết niệm Kinh Di Đà. Tùng kinh xong, niệm chú Vãng Sanh 3 biến hoặc 1 biến, sau đó mới cử bài kệ tán Phật. Niệm kệ xong, niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, liền vừa đi nhiễu vừa niệm Phật. Phải đi nhiễu từ đông qua nam, qua tây rồi lên bắc, đó là thuận chiều, là tùy hỷ. Nhiễu theo chiều thuận có công đức. Tây vực coi trọng nhất là đi nhiễu quanh phương này, tức Trung Hoa,
cũng thực hiện chuyện đi nhiễu cùng với lễ bái. Nếu đi từ đông sang bắc, đến tây, đến nam là đi nhiễu ngược chiều, có tội lỗi, chẳng thể không biết. Nhiễu niệm một nửa thời gian, rồi ngồi niệm thầm ước chừng một khắc, lại niệm ra tiếng. Niệm xong lại quỳ niệm Phật 10 tiếng. Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh, Đại Hải Chúng, mỗi danh hiệu 3 lượt. Sau đó, niệm bài văn phát nguyện. Người tại gia sợ rằng thất nhỏ, khó đi nhiễu thì đứng, quỳ, ngồi niệm, đều án theo tinh thần mà định. Đúng là chẳng cần cậy người khác lập pháp tắc cho mình. Niệm nhưng không niệm, vô niệm mà niệm. Niệm đến lúc tương ứng thì tuy thường niệm Phật nhưng trọn chẳng có tướng khởi tâm động niệm. Trước lúc tương ứng chẳng khởi tâm động niệm để niệm thì sẽ không có niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm nhưng một câu Phật hiệu thường luôn xưng niệm hoặc ức niệm. Vì thế nói niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Chớ hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm mà niệm nghĩa là không có cái tướng khởi tâm động niệm để niệm, nhưng vẫn niệm niệm không gián đoạn. Cảnh giới này thật chẳng dễ đạt được, chớ có hiểu sai. Pháp quán tưởng tuy hay, nhưng phải biết rõ tượng Phật ta thấy được vốn thuộc về duy tâm sở hiện. Nếu cho đó là cảnh bên ngoài, sẽ rất có thể bị ma diệu phát cuồng, không thể không biết điều này. Duy tâm sở hiện là tuy những hình tướng ấy rành rành phân minh, nhưng quả thật chẳng phải là vật cụ thể. Nếu nghĩ là cảnh bên ngoài, coi nó là thật có, thì liền thành ma cảnh. Nhắm mắt hay mở mắt, cứ thuận tiện là được. Kim trì thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đáng là pháp để nương tựa, hết thảy mọi người đều nên tu như thế. Lúc làm lụng chẳng thể niệm đâu chú tâm vào đó là vì chưa đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, nên tâm không thể dùng vào hai việc cùng một lúc được, khó tránh khỏi bị gián đoạn. Nếu có thể thường giữ được sự giác chiếu thì không trở ngại gì. Con người ai nấy nên tuân thủ bổn phận. Ông trên còn có bà nội, có cha mẹ, dưới có em nhỏ, vợ con. Nhưng công việc cực nhàn, dễ dàng tu trì nhất, chẳng thể chân thật, khẩn thiết dụng công trong hoàn cảnh ấy. Lại vọng động, mong muốn xuất gia tu hành. Nếu xuất gia, thì ông có được cơ duyên tốt như thế để chuyên tâm tu đạo hay chăng? Ông chẳng biết, xuất gia có công chuyện xuất gia. Ai mà có thể việc gì cũng chẳng cần phải ngó ngàng tới. Ngay như quan trọn chẳng có chuyện gì, mà cũng gần như bận bịu quanh năm, chẳng rảnh rỗi để chuyên tâm niệm Phật, huống gì những người khác. Mong hãy tùy phận, tùy lực tu trì, chớ mong tưởng chuyện ngoài bổn phận thì may mắn lắm. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 138, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 6. Người tu hành phải lắng lòng tịnh dưỡng. Ông tên là Tịnh Am, sao chẳng nghĩ đến ý nghĩa của cái tên ấy? Cứ một mực vô sự bày ra chuyện, khiến cho hết thảy mọi người chán nhàm, tự mình bụng dạ chương phền, chóng mặt, mệt trí. Lại chẳng biết tự giữ sức khỏe đến nỗi thổ huyết. Nhẹ thì sẽ thành bệnh dây dưa. Nếu nặng thì đến nỗi tổn mạng, đâm khiến cho người ta nói. Ông học Phật tu hành chẳng những vô ích mà còn bị tổn hại. Từ đó, những kẻ vô tri bèn chê Phật Pháp sai trái. Nhân đấy phỉ báng ngăn trở, đoạn mất thiện căn của người. Chứ họ đâu biết là vì ông chẳng y theo lời Phật dạy để tu hành, nên mới bị như thế. Ông phải tự biết tốt, xấu. Tu hành, chuyện gì phải tận hết sức mình. Ngầm tu, thầm khế hợp thì mới nên. Bệnh của ông là do chính ông tự chuốc lấy. Nói gì bây giờ? Hãy gấp gáp sửa lỗi, nhiếp tâm niệm Phật. Ngay cả kinh cũng tạm thời chẳng nên xem. Một hai tháng sau,
bèn được hồi phục. Nếu không, bèn tuyệt giao, ngày sau gặp nhau, đối đãi với nhau như người đi trên đường thấy nhau mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 139. Thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 7. Danh để biểu thị cái thực. Có danh có thực cũng chẳng lấy làm vinh. Vì sao? Vì thuộc về bổn phận. Không có thật mà được danh thì còn gì nhục bằng. Huống hồ, muốn phô trương giấy động cho người ta nghe biết, ắt phải đăng trên khắp báo chí. Kẻ nào phô phan như thế, ắt phải nghi ngờ, đoán định kẻ ấy là kẻ dối đời trộm danh vậy. Ông chỉ biết một, chẳng biết đến hai. Do vậy, không thể không bảo rõ một lần nữa. Ông tính tâm khá sâu, nhưng ưa phô phan, ham giao du, ham kết giao, quả thật là đại chướng ngại cho việc tu hành. Ông mới hơn 20 tuổi mà đã kết giao như thế. Sau này lúc học Phật thông suốt rồi, suốt ngày sẽ chẳng thể rảnh rỗi. Mong ông hãy nấu mình ẩn tiếng, ắt được lợi ích vô lượng. Hãy coi chừng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 140. Thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 8. Đã nhiều lần răn nhắc ông nên nấu mình kính tiếng, nhất tâm niệm Phật, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu buông xuống thói quen phô phan. Hiển Ấm đã đem bản thảo ghi những chuyện đã biết cho đăng trên tờ Hải Triều Âm. Đó đã là chuyện không thông hiểu sự việc, ông lại lấy làm đắc ý, chẳng phải cũng chỉ nhằm cầu danh hay sao? Việc quyên góp in Ấn Quang Văn Sao nên dừng lại, vì chưa phải là lúc ông nên làm chuyện đó. Hãy nên lắng lòng niệm Phật, đừng cầu đọc rộng khắp. Lịnh nội đã phát tâm quy y, tôi bèn đặt pháp danh là Khế Tịnh. Lịnh nội là tiếng gọi vợ người khác một cách kính trọng. Tên ấy có nghĩa là tuy hiện thời chưa công phu, nhưng đến lúc rảnh sẽ hành. Những câu hỏi trong phần sau của thư ông quả thật đều là những chuyện thiết yếu. Chỉ vì ông chẳng lắng lòng niệm Phật, nên vẫn ngẩn ngơ chẳng biết đi về đâu. Ông hãy nên nghiêm túc niệm Phật, lâu dần ắt tự biết, không cần ai bảo cho nữa. Lịnh nội đã quy y, nên khiến cho bà tâm y theo lời Phật, trừ khử tập khí nữ nhân, ngõ hầu được đại lợi ích. Y theo lời Phật chính là nương vào tứ hoằng thệ nguyện và đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Tuy chưa phải là bổn phận của bà, nhưng cố nhiên phải nên phát tâm lợi mình lợi người. Trừ khử tập khí nữ nhân, đừng chăm chút trang điểm, đừng ôm lòng vua vậy. Đối với người trưởng thượng hoặc kẻ ngang hàng, đều tận hiếu, tận tình hòa thuận. Như thế mới chẳng thẹn là đệ tử Phật vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.